Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, nước Nga thật may mắn có một vị tổng thống như ông Vladimir Putin. Ông không những là sâu sắc nhạy bén về chính trị, ông còn rất sâu sắc và nhạy bén trên các phương diện khoa học và kinh tế nữa. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói về một câu chuyện khác không thuộc về chính trị, mà Tổng thống Putin đã mang lại rất là nhiều tự hào cho người dân Nga và rất là nhiều quyền lợi. Đó là về vấn đề hàng không. Thưa quý vị, sau khi mà Liên Xô sụp đổ năm 1991, thì các chiếc máy bay dân sự của Nga không còn hoạt động nhiều như trước. Và muốn có các chiếc máy bay dân sự thương mại thì Nga phải mua của Tây Âu như là Airbus A350 hoặc là sau này mua Boeing của Mỹ. Nhưng như vậy đó thì nước Nga lại phải lệ thuộc vào Mỹ và Tây phương quá nhiều. Và quý vị biết là Tây phương và Mỹ chế tạo được máy bay dân sự là nhờ hai cánh của chiếc máy bay dân sự tốt có cái chất nó gọi là chất composite. Composite nó là sự là nhiều hợp chất. Nhiều hợp chất, nhưng mà nó được đặt tên là composite. Thì composite á, nó có cái tính khí là nó rất là bền bỉ, nó dẻo dai. Nó vừa chống lạnh được mà nó vừa chống nóng được. Nó chống luôn cả cái tia hồng ngoại tím ultraviolet ray. Rồi nó giúp cho cách điện và cách nhiệt rất là cao. Cho nên là chất composite nó mới chế tạo nhất là ở hai cái cánh đó. Để sau đó là nó dẻo dai và nó không có bị hư hại, nó bảo toàn được lâu. Thì Tây phương và Mỹ là biết nước Nga cần cái chất này thì họ không có cung cấp cho Nga. Và vì họ không cung cấp cho Nga nên Nga không có chế tạo máy bay dân sự được, vì thiếu cái chất composite đó. Tây phương và Mỹ không cung cấp chất composite cho Nga là vì họ nói là sợ Nga sử dụng chất composite đó cho vấn đề quân sự, nên họ không chịu cung cấp. Nên là ngành hàng không của Nga bị lây lất, phải lệ thuộc vào Tây phương vì chỉ vì cái chất composite đó ra thôi. Thì Tổng thống Putin ông thấy cái chuyện này, ông mới nói rằng là chứ phải thay đổi ngay. Trong những cái cuộc họp báo với các nhà khoa học và với Cục Hàng không của Nga, thì Tổng thống Putin nói rằng là như sau, là viện vào lý do cạnh tranh không lành mạnh, các đối tác Mỹ và Tây phương đã ngưng cung cấp vật liệu composite cho phần cánh của chúng ta. Thật ra không thể thống gì, không ra thể thống gì hết. Đây là một hành động khinh mạng ở tầm thị trường quốc tế, vi phạm tất cả các nguyên tắc và chuẩn mực chung. Đó là nhận xét của Tổng thống Putin với ngành hàng không của Nga và với các khoa học gia của Nga. Thế ông mới yêu cầu là các khoa học gia của nước Nga hãy tìm và nghiên cứu chế tạo ra một cái chất nó có cái gì đó tương đồng với composite mà nó không phải là composite. Thế là các nhà khoa học gia của Nga đó, họ vào trong các cái phòng thí nghiệm và họ chế tạo ra. Cách đây khoảng một năm là đã thành công được có một cái chất không thua kém gì chất composite hết.
Và vì như vậy cho nên là Nga đã chế tạo thành công mới đây các cái chiếc máy bay dân sự MS-21. Nó làm cho người Nga khi biết được sự thành công đó thì người Nga mừng lắm. Họ rất là hãnh diện vì không bị o ép bởi Mỹ và Tây phương nữa. Thưa quý vị, bây giờ đó là MS-21 được ra đời. Đã có hai mẫu, một mẫu MS-21-200 và một mẫu MS-21 nhỏ hơn chút xíu. Một cái thì chở được 132 đến 165 hành khách. Còn cái chiếc mà MS-21-300 thì chở được từ 163 đến 211 hành khách. Như vậy thì không thua kém gì Boeing 787 Dreamliner hoặc là Airbus 350, không thua kém gì hết. Và vì là hàng nội địa của Nga, chế tạo composite một cái kiểu của Nga đó riêng biệt, nên là cái giá thành của các chiếc máy bay MS-21-300 và MS-21-200 nó thấp hơn của Airbus và thấp hơn của Boeing 787. Như vậy là một cái chiếc như vậy của MS-21-200 thì chế tạo và bán ra thị trường khoảng 90 triệu USD. Trong khi đó thì của Airbus và của Boeing thì khoảng hơn 110 mấy triệu. Nói chung là bây giờ đó là nước Nga đã có thể tự chế tạo các cái hợp chất của mình. Họ gọi đó là Aero Composite. Aero là máy bay, là máy bay hàng không á. Composite cũng là hợp chất. Aero Composite họ chế tạo ra, họ sản xuất và họ chế tạo, họ làm các chiếc máy bay MS-21-300 và MS-21-200 thành công, không thua kém gì Boeing 787 hay là Boeing Max hoặc là Airbus gì đó của Mỹ hết, của Liên Âu. Thì người dân Nga, thưa quý vị, họ nghe được tin này đó, họ rất là nức lòng. Họ mới nói rằng là cảm ơn Tổng thống Putin, không những lãnh đạo về chính trị mà còn lãnh đạo luôn cả những sự nghiên cứu khoa học và thành công kinh tế cho cái ngành hàng không của nước Nga. Nước Nga bây giờ đó họ rất là mừng, thưa quý vị. Họ bây giờ là hình tượng của Tổng thống Putin như là một gì đó, một lãnh đạo siêu nhân của nước Nga. Bây giờ đó mà nói đến, mà đụng tới Tổng thống Putin thì người dân Nga họ bảo vệ rất là cao. Chỉ trừ có một vài nhóm mà như là ông Navalny, Alexei Navalny là dân chủ cuội đó. Chứ còn là đa số người dân Nga, theo các thống kê là 85% tin tưởng vào sự lãnh đạo và ủng hộ Tổng thống Putin vô cùng. Trong khi đó ở nước Mỹ thì Tổng thống Joe Biden bây giờ chỉ có được 38% thôi. Tổng thống Putin đã được con số gấp đôi tín nhiệm và thương mến hơn Tổng thống Biden của nước Mỹ, là gấp đôi lần cơ. Mà như vậy ông cũng xứng đáng thôi, thưa quý vị. Vì ông rất là nhạy bén, ông nhìn ra được vấn đề ngay lập tức là kỹ nghệ hàng không của Nga bị lệ thuộc vào cái chất composite mà Tây phương trước đây là và Mỹ là đi trước chế tạo được nó. Và Tây phương và Mỹ dùng đó để bắt chẹt lại nước Nga. Thì ông nghĩ rằng là tại sao Tây phương làm được, Mỹ làm được mà các khoa học gia Nga không làm được, thì phải làm thôi. Và ông chỉ đạo ráo riết chứ ông không có để cho yên, phải làm cho bằng được. Làm và phải thành công để chứng minh cho thế giới biết rằng nước Nga chuyện gì cũng làm được, không bỏ tay. Và quả thật dưới sự lãnh đạo cứng rắn của ông và tầm nhìn sáng suốt của ông, rất xa của ông,
nước Nga đã thành công trong vấn đề chế tạo Aero Composite để có thể chế tạo được máy bay dân sự SC-21-200 và SC-21-300. Thưa quý vị, đó là một khía cạnh thôi. Đương nhiên còn những cái khía cạnh khác mà nước Nga bây giờ là đang gọi là trở mình mạnh trở lại. Thế giới, cả thế giới bây giờ lo ngại nước Nga. Họ nghĩ rằng nước Nga có thể là quay trở lại thời kỳ tái thành lập Liên Xô cũ. Chuyện đó tôi nghĩ rằng là nước Nga không cần. Tổng thống Putin chỉ cần có một nước Nga mạnh và những quốc gia khác cảm thấy rằng là vì quyền lợi như là Belarus thì liên minh với Nga thì đúng hơn. Hơn là thành lập một Soviet Union, tức là Liên Xô cũ. Tôi không nghĩ như vậy. Dầu rằng là nhiều bình luận gia của Tây Phương và của Mỹ e ngại là sức mạnh cứng rắn của Tổng thống Putin sẽ dẫn đưa đến một tình trạng là ông sẽ thành lập một Liên Xô thứ hai. Nhưng tôi không nghĩ như thế. Tôi không nghĩ như thế. Ông chọn một cái con đường khác. Đó là xây dựng một nước Nga mạnh như thời kỳ của Peter Đại Đế hoặc là thời kỳ của nữ hoàng Catherine. Và những quốc gia xung quanh, mình dùng cái danh từ là chư hầu đi, tự thấy rằng là cần phát triển, cần tương tác với nước Nga thì tốt hơn là nước Nga gò ép đi vô con đường một Liên Xô thứ hai. Thưa quý vị, Tổng thống Putin rất thành công và người dân Nga hiện giờ họ hãnh diện vì có một máy bay dân sự do chính nội địa là SC-21-200 và SC-21-300 mà do sự chỉ đạo của Tổng thống Putin đã tạo ra sự thành công ngoạn mục. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.